là địa phương có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 75% dân số toàn huyện. Cùng với sự đầu tư của nhà nước, trong những năm qua, huyện Lạc Dương đã tranh thủ các nguồn lực, tập trung đầu tư có hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống người dân. Diện mạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng đổi mới. Làm là phải 10 triệu đó. Hơn một hecta hoa hồng của gia đình ông Băng Tiên Sinh ở tổ dân phố Bông Đưng, thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương đang trong thời kỳ thu hoạch. Năm nay trừ chi phí, gia đình ông Sinh dự tính thu về trên 500 triệu đồng. Gia đình ông giờ thuộc diện khá giả. Để có được kết quả như ngày hôm nay, bên cạnh sự quan tâm đầu tư của nhà nước, bản thân ông Sinh đã bước vươn lên làm chủ cuộc sống. Trước đây là mang tính chất là nó cũng tự phát và rất là lạc hậu, tức là chúng ta là chủ yếu là phát nương làm rẫy, coi như là trồng lúa nước một vụ, trồng bắp trên nương rẫy thôi. Nhưng mà sau một thời gian thì để chuyển đổi cơ cấu cái trồng chung và học được anh em những người miền xuôi thì ta cũng chuyển đổi được cơ cấu cái trồng vật nuôi để sống nó ổn định. Để từng bước nâng cao đời sống nhân dân và diện mạo vùng dân tộc thiểu số, huyện Lạc Dương luôn chú trọng triển khai và thực hiện có hiệu quả các chương trình dự án đầu tư của nhà nước, đồng thời tập trung giải quyết những khó khăn về vốn, xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nhà ở, nước sinh hoạt, định canh định cư, chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững. Trước kia thì mình làm bắp làm đậu thì đời sống bà con thì khó khăn hơn, tại vì mình đất thì cằn cỗi làm khó lên. Nhưng mà sau này nhà đảng nhà nước đầu tư thay đổi rất là nhiều. Trong 5 năm qua trên địa bàn huyện Lạc Dương đã có hàng ngàn lượt hộ gia đình được thụ hưởng các chính sách của nhà nước để phát triển sản xuất, cải thiện đời sống, xây dựng nhà ở, nước sạch, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ con em đồng bào dân tộc thiểu số đến trường với kinh phí gần 130 tỷ đồng. Đến nay, điện, đường, trường, trạm, các vấn đề y tế, văn hóa, giáo dục, vùng dân tộc thiểu số được đảm bảo. Đặc biệt trong sản xuất nông nghiệp, bà con đã biết thay đổi tư duy, chú trọng vào các loại cây trồng hiệu quả, có giá trị kinh tế, đạt từ 150 đến 200 triệu đồng một hecta. Thu nhập bình quân đầu người vùng dân tộc thiểu số đạt trên 32 triệu đồng một năm, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số còn dưới 5%. Tôi xác định là tập trung thực hiện tốt các cái chương trình đầu tư đó. Nổi bật nhất là chương trình đầu tư kết cấu hạ tầng, hỗ trợ sản xuất và phục vụ cái an sinh xã hội. Bên cạnh đó thì những cái việc mà triển khai các cái chương trình mục tiêu của quốc gia đấy, thì chúng tôi có lồng ghép vào chương trình đầu tư bằng ngân sách của địa phương và lồng ghép các chương trình đầu tư khác để góp phần thay đổi diện mạo của đồng bào dân tộc thiểu số. Cùng với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, trong thời gian tới huyện Lạc Dương sẽ tiếp tục đầu tư hỗ trợ hiệu quả, đồng thời định hướng tốt công tác phát triển sẽ góp phần làm thay đổi mạnh mẽ đời sống vật chất tinh thần của bà con vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn. Do sống trong vùng đệm nên trung bình mỗi hộ dân được giao khoáng quản lý bảo vệ trên dưới 20 hecta rừng, với mức thu nhập 500.000 đồng trên một hecta rừng khi nhận giao khoáng. Các hộ dân chỉ đảm bảo có gạo ăn hàng ngày chứ không thể nâng cao mức sống. Để gắn